Lick ngay tốt hôm, đom đóm có rất nhiều ở những vùng nông thôn và thường xuất hiện vào ban đêm, đặc biệt là vào mùa hè. Bạn đang băn khoăn không biết mơ thấy đom đóm có điểm báo gì? Hãy cùng nhau giải mã giấc mơ thấy đom đóm nhé! Đom đóm là loài côn trùng nhỏ, cánh cứng, có thể phát quang nên chúng còn được gọi chung là bò phát sáng. Có rất nhiều loài đom đóm, chúng sống chủ yếu ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Đom đóm thường hoạt động về đêm. Đặc biệt, những con đom đóm được thường có cánh và bay vào những đêm đầu mùa hè. Một số loài đom đóm cái không có cánh. Giải mã giấc mơ thấy đom đóm hay ánh sáng của chúng phát ra chứng tỏ rằng bạn sẽ được người khác nhờ cậy. Cũng có thể điểm báo bạn sẽ đạt đến sự thành công trong cuộc sống. Đom đóm có thể phát sáng ở phần đuôi của chúng, do đó, nếu ngủ mơ thấy đom đóm thì điều này chứng tỏ rằng những hành động bí hiểm của bạn sẽ bị phát hiện và bị phơi bày. Bạn nên dừng những việc làm đó lại trước khi nó đi quá xa. Theo giải mã giấc mơ, nếu thấy đom đóm xuất hiện giữa ban ngày báo hiệu công việc của bạn ở hiện tại sẽ gặp nhiều trắc trở, khó khăn. Do đó, bạn nên thận trọng nếu gặp phải giấc mơ này. Nếu mơ thấy đom đóm bay vào nhà, có rất nhiều ý kiến cho rằng, đom đóm là loài vật đại diện cho tinh hoa của tự nhiên nên chúng là đại diện cho điềm lành khi chúng ta mơ thấy hoặc được đom đóm bay vào nhà. Vì thế mà, người xưa thường có câu, thứ nhất đom đóm vào nhà, thứ nhì chuột giúp, thứ ba hoa đèn. Cho nên đom đóm bay vào nhà sẽ là một điều vô cùng tốt đẹp, mang lại những điều may mắn cho gia chủ và đồng thời đây được coi là dấu hiệu báo trước cho việc thăng tiến trong sự nghiệp, sắp có nhiều tài lộc. Mặt khác, có rất nhiều người lại cho rằng tại đom đóm sinh sống chủ yếu tại nghĩa trang, mồ mả nên chúng mang lại rất nhiều âm khí. Vì thế, chúng sẽ không mang lại may mắn cho gia chủ khi bay vào nhà. Mơ thấy đom đóm chiếu sáng nhấp nháy thì điều này báo cho bạn biết những ước mơ của bạn sắp trở thành hiện thực rồi đó. Bạn nên vui mừng khi mơ thấy giấc mơ này nhé. Hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận những tin vui nối tiếp nhau. Mơ thấy đom đóm đánh số.